bình xa điều nhạc xanh em như chào anh em nha. Tiếp tục thì em lên cái cấu hình cho anh khách ở Nha Trang nha. Thì cái cấu hình thì cái kiểu dáng này rất là đẹp ha. Cũng được mấy anh khách yêu thì anh khách này cũng đòi em giao rồi. Tiếp tục hôm nay là lên con này cho anh khách ở Nha Trang. Con này là 2 bass 40 bass mặt tin em nha. Và nâng cấp luôn mắt bạch tin và nâng cấp cả hai cái mic. Hai cái mic này là hai cái mic của loa kéo sách tay, chứ không là bass của loa sách tay ra làm mic cho tiếng nó khỏe nữa nha. Chép thì 450 con dẹp rồi. Rồi mặt vẫn là mặt 40 và mic là QS36 ha. Đó mic này ở thị trường đang bán mà em nói chứ có anh em bán là 990.000 cặp luôn, khủng khiếp chưa anh em. Đó nó quan trọng là chất lượng sao ha. Rồi thì với bộ này thì cũng giống như cái kia, cấu hình 3 bass 40, 2 mic và 2 tép, và anh lấy luôn một cái con màn hình ha để làm một bộ nha. Rồi anh chơi hát nhiều ngao đấy. Con này thì bass nó rất là khỏe nha, bass mặt tiên, bass sâu mềm đó. Con này nó mắc hơn cái con ngày hôm qua chút xíu nữa anh em nha, tại hình nâng cấp mic nè, nâng cấp bass luôn. Cấu hình bass thì nó vẫn giống nhau, nhưng mà cái hãng bass nó sẽ khác nhau ha. Và mic nó mắc tiền hơn này, bass ở dưới nó cũng mắc tiền hơn. Đó, cho cái chất bass nó mềm. À, bass nó mềm. Đấy. Rồi, ta mở thử đoạn test cho anh em nghe nha. Đoạn test nhạc pha lo thái này nha, thì nó đánh kiếm lắm. À. Rồi, anh em thử nha. Đây là volume em mới ở mức này đây nè. Con này đánh căng đét luôn. Rồi, lên nè. Nửa volume anh em nha. Nửa volume nha. Bắt về chưa? Không bể không vỡ nè nha. Cho em lên hết bass luôn nè. Hết bass nha. Kinh chưa? Đấy. Con 75 từ 59 mặt tin anh em nha. Đó. Bao anh em chơi cỡ 5 bàn tiệc 6 bàn tiệc thoải mái nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử mic nha. Đó. Đây mic đây. Em đang đứng cái lo này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey. Đấy, ok chưa? Quá ok luôn. À, thì nhanh gọn lẹ thôi, đơn giản thôi. Cái này quen với anh em rồi, mà em lên mẫu 2 bass 50. Vẫn làm 3 đường tiếng nha. Làm 2 đường tiếng nó sẽ bị thiếu cái tiếng mic ca, nó không đủ sáng anh em nha. Đó. Ha. Đối với mặt loa kéo mặt công suất lớn ha. À, em làm bass lớn, mic lớn, trep lớn để mai mốt anh em có không thích mặt nữa anh em chơi nâng cấp qua. À, anh em nâng cấp qua chơi men đẩy, anh em vẫn có thể kéo dây ra đánh bình thường. À anh em nha. Rồi. À, con này thì giá nó đâu đó khoảng trên 10 chút nữa anh em nha, trên 10 chút xíu nữa. Đấy, em làm là cấu hình cao chơi chứ không có làm thấp. Làm thấp vô anh em mua 5-6 triệu về đánh không đủ phê bát. Cái con mà 5-6 triệu bát không được nữa, con này nó yếu lắm, đánh ra lòi con luôn rồi. Thứ nhất là từ con nó nhỏ này, đồ Việt Nam chứ không phải được đồ China đặt hàng loại 1 không nói nữa nha. Đó. Đấy, ha. Rồi chào anh em nha, anh em nào yêu thì alo cả bộ ha. Anh em nhân khách làm một cả bộ vừa màn hình vừa máy luôn nha. Rồi chào anh em. Anh em có nhu cầu đặt ráp loa kéo chơi Tết cao cấp thì alo em, từ vài triệu đến vài chục triệu đến trăm triệu cũng có nữa anh em nha. Rồi chào anh em.